Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương, hiện mình đang công tác tại Trung tâm Phong thủy Đông Phương Việt. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Vòng phong thủy Tam hợp Quý Nhân, Hợi, Mão, Mùi. Tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp, sử dụng tam hợp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc và quý nhân trợ giúp là sự khác biệt trong vòng tam hợp tử đàn, giúp tăng cường khí hậu thân, sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hòa khí, đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân khí, giúp hóa sát cải vận phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi nam sinh còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh vòng tam hợp hợi mão mùi được chế tác từ gỗ từ đàn và đá mã não đỏ được khắc hình ba linh vật tam hợp địa chi theo tuổi của gia chủ nhằm chiêu cát lành cát khí quý nhân hộ thân tăng cường sức khỏe chiêu tài hóa giải thị phi tiểu nhân quấy phá kỵ tà hóa sát trong đó bộ tam hợp có tác dụng tăng cường khí đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ ba linh vật tam hợp hợi mão mùi được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mang lại tài lộc phú quý cho gia chủ đá mã não đỏ thường được sử dụng để chế tác trang sức hộ mệnh giúp kỵ tà hóa giải khí xấu tà ma đeo bám chủ nhân mang lại sự trường thọ sức khỏe cho người sử dụng gỗ tử đàn là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới gỗ tử đàn được mệnh danh là vương mộc trong các loại gỗ vua của các loại gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất khiến cho loại gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn thường được sử dụng để chế tác tượng phật các pháp khí sử dụng để trừ tà hóa sát Sản phẩm được thiết kế hòa hợp theo tiêu chí bình an, linh phúc, trợ thần hộ mệnh, phúc chủ nên sử dụng thường xuyên để có quý nhân phù trợ mọi sự như ý cát tường. Vòng tay tam hợp, hợi mão mùi được phong thủy thạch linh hỗ trợ, khai quang chỉ chú vật phẩm và miễn phí giao hàng tận nhà. Quý khách thỉnh vật phẩm theo 3 cách sau. Cách thứ nhất, để lại họ tên, số điện thoại, năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cách 2, liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 091 199 8682 hoặc 0986 707 892. Cách 3, đặt hàng trực tiếp tại fanpage Facebook Phong Thủy Thạch Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video vật phẩm phong thủy tiếp theo.